Trước khi đi vào buổi lễ cúng qua đường hôm nay, có Phật tử quán trai phát tâm cúng dường trai tăng trưa hôm nay lên mười phương tam bảo cũng như là hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Vậy giờ này xin mời Phật tử quán trai đối trước Phật tiền, đối trước chư tôn đức để dâng lời tác bạch trai tăng trưa hôm nay. Xin mời Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Gia đình chúng con Phật tử Quảng Trang, gia đình Phật tử Diệu Huệ, gia đình Phật tử Quảng Tú và toàn thể Phật tử đạo tràng chùa Khánh Anh Every, chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Trong kinh Thủy Sam văn có đoạn Đức Phật dạy: thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, tín tâm khó sinh, sáu căn khó đủ, bạn tốt khó gặp. Chúng con có cơ hội đầy đủ duyên lành nên mới được làm thân người sáu căn đầy đủ, lại gặp bạn hiền, được học Phật, nghe pháp qua sự truyền trao hướng dẫn của chư tôn đức tăng ni và đặc biệt là sự trợ duyên tạo điều kiện của thầy trụ trì chùa Khánh Anh thượng tọa Thích Quảng Đạo để hàng cư sĩ Phật tử chúng con được gieo duyên trồng thêm cội phước đức. Chúng con cũng từng nghe bậc xuất gia 3 tháng trong mỗi năm là phải tình nghiệp đạo tràng an cư để thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức, cầu mong giải thoát đường sanh tử. Với những hình ảnh thanh tịnh trang nghiêm của chư tăng ni trong mùa an cư khiến cho Phật tử chúng con càng kính ngưỡng và bùi ngùi xúc động. Xét lại đời mạt pháp này, chúng con còn chút duyên lành nên gặp được ngôi tam bảo, chúng con lại được gần gũi những bậc thiện tri thức luôn nhắc nhở sách tấn chúng con trên phương diện tu tâm và cầu phước. Do đó mà giờ này chúng con cùng câu hỏi về đây vô cùng trang nghiêm và giải thoát. Chúng con xin thiết lễ trai duyên, có chút tịnh tài dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiện tiền, chư tăng ni, ngõ hầu thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân mà quý ngài đã dạy dỗ. Chúng con thầm nguyện cầu mong cho chư tăng ni có đầy đủ sức khỏe và luôn là ánh sáng đúc tuệ để dẫn dắt chúng con trên con đường học Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, đại dịch coronavirus sớm được tiêu trừ, những người nhiễm bệnh sớm được chữa lành, những người đã qua đời được vãng sanh về cõi lành. Và xin đem công đức này hồi hướng cho Phật Pháp mãi được trường tồn, chúng sanh khắp nơi được thấm nhuần giáo pháp của Phật Đà. Nguyện khắp mười phương khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, mọi người biết yêu thương như ruột thịt, chuyển hóa nội tâm trang nghiêm tịnh độ, và cũng cầu nguyện cho gia đình chúng con được an vui hạnh phúc, ông bà tổ tiên thì được siêu sanh về cảnh giới an lạc. Vậy ngưỡng mong chư tôn đức tăng ni chứng minh từ bi nạp thọ chút lòng thành để chúng con được ăn riêng công đức. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Vừa rồi là lời tác bạch của Phật tử Quảng Trang đại diện cho tất cả gia đình dâng lời tác bạch lên mười phương tam bảo cũng như là hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Lời tác bạch đầy thí thành tí kính lên quý ngài. Giờ đây chúng con thành tâm cung thỉnh thượng tọa trụ trì đạo hiệu Thích Quảng Đạo ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhũ. Thành tâm cung thỉnh thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thành tâm
tán dương công đức của các quý vị Phật tử. Hôm nay Văn Phật về đây cũng từ trong những ngày quý thầy bắt đầu an cư kiết hạ 3 tháng, thì các vị cũng phát tâm về chùa công quả làm việc và cũng tụng kinh bái sám. Tất cả hàng Phật tử ai cũng hướng thiện, nhất là ngày hôm nay được cái duyên lành cúng dường trai tăng để cho cái huệ mạng của các vị được mỗi ngày khá hơn, và trong gia đình cũng được nhiều sức khỏe. Thì quý thầy thiết nghĩ nhờ công đức cúng dường ngày hôm nay, cầu nguyện cho gia đình của tất cả quý vị đã phát tâm cúng trai tăng và cúng tịnh tài ngày hôm nay, xin đem công đức này hướng về khắp mười phương, để nhất là những người mà hiện giờ đang bệnh dịch corona, thế giới rất là đau khổ mà rất là đau buồn, cũng có bao nhiêu người bệnh, cũng bao nhiêu người chết. Thì hôm nay nhờ công đức hôm có được pháp khí này, cúng dường này, thì đem nguyện hưởng tất cả pháp giới chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho gia đình của các quý vị thâm tâm an lạc, nhất là Bồ Đề tâm kiên cố, trí tu học vững bền, và những người Phật tử thuần thành để hộ trì tam bảo được cứu trụ nên thế gian này. Nam mô Di Đà Phật. Trên chư tôn đức tăng ni đã ký nạp thọ cho rồi, còn ban cho chúng con những lời pháp vi diệu, chúng con không biết lấy gì hơn đền đáp và tri ân. Chúng con xin đảnh lễ đầu thành tri ân tam bái. Nhưng con đảnh lễ hiền thiền chứ con tình đức tăng gia tam bái. Giờ này là con cung kính thượng tọa quý thể nghi thức cung dường qua đường chùa hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng ở dường thanh tình phán thanh tề lộ giang ta phần kiên mạng bảo thắng lô sản phần thiên ba ứng hóa thân mô ni phần á rương đai hà sanh di lạng tôn phần cần lãng thế giới hạ di đà phật thầm phương tam thể nhân thiện chư vang đại trí văn thù sư rai bồ tát đại hạnh phổ hiền bồ tát đại bi quan thế âm bồ tát chư tôn bồ tát ma tăng ma quan nhà ma la mật tam đức vương vị cung phật tăng phạm giới hữu tình bỏ đồng cúng dường thuyền chúng sanh hiện diệu ý tình pháp hỷ sung mãn. Pháp lực bất tư nghị tập quy vô chướng ngại thất liệt chuyển thầm phương hồ thế châu xa giới an đồ lĩnh tọa 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 biên thần biên thuệ chân ngôn cẩn giới về tâm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật Nam mô A Di Đà Phật.
Namo Amida Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Don't mind me.